Con chào bác ạ. Vâng. Hôm nay con vào nhà con muốn phỏng vấn về quá trình điều trị bệnh của bác tại nhà thuốc. Trước tiên bác kể cho biết về họ tên, địa chỉ, quê quán bác đang ở đâu. Dạ, tôi là Đào Ngọc Minh. Dạ. Chú quán tại thôn Bình Tân, xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Vâng. Bác tâm sự về quá trình bị bệnh bác ngày trước như này. Tôi thì làm nghề sửa chữa Dạ. nên chuyên ngồi xổm, Dạ. nên là tôi bị thoát vị đĩa đệm N4 Dạ. N5 năm 2011. Dạ vâng. Qua đau đớn rồi không di chuyển được, tôi mới ra bệnh viện Bác một ngồi trên sửa ba chữa công việc gì mà bác bị đau nâng nâng nhiều như vậy? sửa xe máy, Xe máy. công nông xe đạp. Dạ vâng. Bác kể là cái triệu chứng đau, quá trình đau nó như nào? Tôi lúc đầu tôi cũng chỉ tưởng là nó chỉ mỏi, nó co cơ thôi. Dạ vâng. Thế thì cứ tham việc nên cứ Dạ vâng. làm lúc rồi đứng dậy, đang ngồi xổm để sửa chữa, đứng dậy có hôm đứng giữa chừng nó co rúm và lăn cong ra Dạ vâng. đau quá. Rồi Bác đau ở về bên 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 nào nhỉ? đau, nói chung là đau từ ở dưới bụng chân dưới, Dạ xong vâng. nó kéo lên bắp đùi, Dạ. xong kéo sang hai bên bắp cơ lưng, thế là Dạ. rúm người lại. Sau đó bác đau như vậy bác có đi chụp chiếu ở đâu không? Thế cũng chả tôi cũng chả biết là nó bị bệnh gì, thì tôi cũng phải đi chụp chiếu ra Dạ. bệnh viện 103, Dạ vâng. ra khoa 16X đấy. Thì Vâng. tôi chụp chiếu thì người ta bảo là tôi bị thoát vị đĩa Dạ. Bác đi đệm. chụp chiếu ở viện về bác có đi điều trị ở những đâu không? Tôi điều trị ra ngoài bệnh viện thì người ta kê đơn Dạ. mua hết năm 2011 ấy, vào mỗi một lần đi mua thuốc là hết được 2,5 triệu. Dạ. Thế về uống nó chỉ đỡ sơ sơ thôi. Dạ vâng. Thế được người giới thiệu tôi ra uống thuốc nam Dạ vâng. ở thầy ở ngoài cầu Hà Dục. Dạ vâng. Thế Con tôi hỏi tỉ mỉ bác nè. Cái chịu đau nhất của bác lúc bác bị thoát vị đi đệm gây nên như nào? thế nó co rúm người lại mà Vâng. đau không di chuyển được. Không đi lại được. Vâng. Nó đau kéo dài bao thời gian? Tôi kéo dài 5-6 tháng gì Năm đấy. sáu tháng. Thường là bác đau là không đi lại được, Không đúng đi không? lại được, Mọi sinh không. hoạt là phải nằm trên giường. Vâng. Vâng. Bác đau như vậy bác có teo chân thì đau nhiều về ngày hay về đêm nhiều? Chung là đau về ban ngày nhiều. Vâng. Nó đau Ban bao lâu nhiều bác có teo chân không? nó vì tôi tham việc nên vẫn đi, vẫn lúc nào phải co duỗi nên À, là cử động được, mỏi nên đúng chân không? nó không bị teo. Lúc đau kịch liệt là bác không đi lại được. Trong vòng mấy tháng đó bác? Trong vòng 3 tháng. 3 tháng. Sau khi bác điều trị ở viện không hiệu quả thì ông về nhà thuốc chúng con ngày đó là bố con làm đúng không? Thì được bố con điều trị như nào? Bố cháu bốc cho bác là 3 tháng thuốc, 3 tháng 3 tháng. uống liên tục. Vâng. Thì tôi cũng kiên trì về Mới đây. đầu ra các thuốc thì bố con bốc cho bác mấy tháng một? 3 tháng một. 3 tháng. Tôi uống Vâng. hết 3 tháng lại ra. Lại ra, đúng Tôi không? kiên trì đến 3 tháng. 3 tháng, liên tục trong 3 tháng. Bác điều trị cả đắp cả uống đúng không? Sau khi bác điều trị thuốc nhà con thì bác mới đầu bác có đau lên hay giảm luôn? Thì lúc đầu này, uống ấm đầu tiên thì cũng chưa thấy gì cả. Dạ vâng. Thế uống thứ hai là nghe thấy chiều hướng ngon nghè rồi. Bệnh ở ra. Thế mà tính tính hay ăn ớt, Dạ. ăn uống rượu, Dạ. phải kiêng thì nghe khó chịu quá, nhưng mà bệnh tật là phải, phải chịu khó thôi. Dạ chị họ. Dạ. Phải cố kiêng. Thế là uống hết tháng tháng thứ hai thì coi đi lại ngon lành. Vâng. Thế bảo bà ấy là mấy các con hỏi ra lấy cắt nốt tháng thứ thứ ba đi Thứ ba. thì uống. Thế là từ ngày đấy ngon nghẻ, lao Vâng. động bây giờ nói chung bề vang ngon. Vâng. Vâng. Hiện tại là từ đó đến nay bác khỏi được bao nhiêu năm nhỉ? Khỏi được 8 năm rồi. 8 năm. Nghề nghiệp hiện tại bác vẫn đang làm nghề sửa chữa đúng Vừa sửa chữa vừa làm vườn không? Vâng. cuốc cày. Đây là trang trại ở bác đây. Vâng. Thì con hỏi là trong 8 năm đó thì bác có đau đớn gì không?
chả thấy đau gì nữa. Làm được bình thường. Thế nên giờ bác không 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 còn đau nữa. Không phải đau gì. Tải xi măng vẫn vạn ngon. Bác làm trang trại thì bác làm mấy hecta ở đây? Tôi làm 2 ha. 2 hecta. Có hai anh em làm chung trồng trồng bưởi. Xung quanh là cảnh người dùng thông bác trồng bưởi rất là nhiều. Con hỏi tiếp bác là trong suốt 8 năm đó bác dùng bất cứ loại thuốc nào ngoài thuốc chúng con không? Không, chả dùng thuốc gì. Hiện tại bác đứng lên, ngồi xuống, cử động và làm việc mọi thứ bình thường chưa? Bình thường. Vâng. Bác còn đau nữa không? Không. Ngày trước là bác đi viện là bác đau nhưng mà tư tưởng bác có chán nản không? Hay chính ở viện có một phải mổ không? Thì cũng rất chán rồi mà. Cuộc đời hai còn trẻ mới có hơn bốn lúc đấy cũng hơn 40. Dạ vâng. Mà bây giờ tôi ra viện 105 đấy. Dạ vâng. Thì người ta tư vấn vào chỉ được 50-50 thôi bác ạ. Vâng, tư vấn là mổ. Bác cứ lấy tư tưởng đàng hoàng đi. Dạ vâng. Xác suất thì không ai nói trước được. Dạ vâng. Thì tôi khiếp quá rồi bảo thôi thế này thì phải đi tìm thuốc nam uống thôi, quá bần cùng quá đắc dĩ thì mới mổ đi chứ còn bây giờ mà nằm mổ xong không may lại không ngon lành nằm liệt đến lúc nào cho xuống lỗ cho. Dạ vâng. Thì hôm nay con vào phỏng vấn hình ảnh của bác điều đã điều trị khỏi thoát vị đẹp nhà thuốc được 8 năm rồi. Bác cảm nhận nhà thuốc đang điều trị bệnh cho bác có hiệu quả không? Thế thì đúng thì gặp thầy gặp thợ thì gặp thầy thì khỏi bệnh là quý hóa lắm rồi. Dạ vâng. Hiện tại bác làm việc bình thường nhỉ? Vâng. Công việc hàng ngày của bác là làm những công việc gì? Sửa chữa xe đạp thì chuyên ngồi xổm xe máy cũng như ngồi xổm là chủ yếu. Còn làm vườn đây thì cày cuốc bằng máy cũng sử dụng hết. Dạ, cày cuốc khiêng vác. Khiêng vác bón phân bón phân bón rau là bình thường hết. Rồi. Không còn đau gì. Cắt cỏ cá các thứ ngon hết rồi. Không còn đau lớn gì ạ? Vâng. Ô, hỏi bác là bác làm việc hàng ngày bác có đau không? Có đau đớn hay không? Không. Bình thường nhỉ? Trong suốt 8 năm qua. Vâng. Thì con nay con vào phỏng vấn hình ảnh của bác thì mức của bác khỏi hoàn toàn rồi. Bệnh thoát vị đẹp đại ở thuốc. Thì con không biết nói gì hơn thì con ấy chúc bác và đại đình mạnh khỏe nhé. Vâng. Vâng, con chào bác. Chúc nhà thuốc tìm được những liều thuốc tốt hơn nữa, nhanh hơn nữa cho những người đau đớn mà bị bệnh như tôi. Dạ vâng. Và những người khác đau bệnh khác nữa. Dạ vâng. Con cảm ơn bác ạ. Vâng. Con chào bác nhé. Vâng. Chào nhà thuốc nhé. Dạ. Hôm nay nhà thuốc xin thiệu đến các bệnh nhân về một ca điển hình của gáy dập nát một ba dưới xương chày và xương mác sau khi bệnh nhân đã mổ phẫu thuật vi đinh ngoài. Các đại bệnh nhân mổ phẫu thuật ghim đinh gáy 1/3 xương mác qua hình ảnh chụp X-quang kiểm tra định kỳ sau hơn 3 tháng. Trên phim thể hiện hình ảnh xương chày đường gáy vỡ vụn dập nát di lệch để ở trong. Vì hiện tại bệnh nhân mổ được hơn 3 tháng nhưng xương không liền. Trình ở viện là tháo đinh ngoại vi, sau đó bó bột cho bệnh nhân. Chờ một thời gian vết thương ổn định, sau đó bệnh nhân sẽ ra viện mổ phẫu thuật để ghép xương. Hôm nay bệnh nhân về với nhà thuốc. Nhà thuốc sẽ kết hợp thuốc đắp và thuốc uống nhanh nghiền xương. Tiên lượng điều trị khoảng từ 2 đến 4 tháng là xương chày, xương mác của bệnh nhân sẽ liền hoàn toàn. Sau đó bệnh nhân cần thêm thời gian tập luyện là có thể cử động, đi lại, sinh hoạt và làm việc được bình thường. Bác mổ cái vi đinh ngoại vi này, gây xương chày và cái đập này, vi đinh ngoại vi này, vi đinh ngoại vi này là được bao thời gian rồi? Cái ngành bác bị gãy đầu vừa xương chày và xương mát nhé. Xương chày bác là đường gãy dập nát rất là nhiều. Xin nói chuyện là bộ có bột này tinh một thời gian để đi ghép xương đúng không? Hôm nay bác đến là thuốc gì đó cho cái đập đắp và thuốc uống nhé. Trước tiên cháu đắp thuốc bác khỏi phá bột tinh ra trước. Hôm nay bao tuổi nhỉ? 58 tuổi. Quê bác ở đâu?
Bác ở Nam Nam đi. Các đi đâu mà gầy chân nhỉ? Ở quê ăn Tết đấy thì mình làm định đi làm đi quê nội đi lên quê ngoại hôm hai Tết xe ô tô taxi đến tâm trực diện vào đi ở bệnh viện Nam Định bên xử lý được bác sĩ trời ghép chưa? Thì hôm qua đi khám lại thì người ta cũng bảo là xe sẽ phải mổ ra để là dóc hai cái đầu xương mà nó đã bị sơ đấy, xong là lấy xương chậu vá lên để cắt tít bên trong đóng khu bên ngoài. Nói là ghê nhỉ? Viện nói là ghê đấy thì người ta giải thích là sẽ phải làm như thế. Xin bác về nhà, cái này về nhà bác rồi không mới đâu không dạy nhiều nhá. Trong thời gian đó là dạ đúng rồi, để cho nó ổn định vận động trên đấy. Trước thì đều là nhà gia đình đấy. Xe để đấy không phải. Chào vào đó. Nhá, nhiều ca thì bỏ vào Quảng Ninh này. Đấy, cái ông già 50 tuổi đấy. Ông đấy ở trên Thạch Thất. Nát nát như thế mà. Cái đấy mấy bạn? Mấy bạn? Chú bảo là bác xem video này, ca này giống trường hợp của bác đấy. Đấy. Tôi nhìn là tôi tin, không nghi ngờ được cả. Còn nó lại cứ dở cái chỗ bệnh viện, đăng những chỗ bị phồng ra bị rồi. Cái đấy đăng ảnh ấy. Ừ, có thật. Có thật, tuy là thầy bó, thầy có trình độ ấy. Có, phải biết thương hở, phải chừa ra.
Hay là cho uống thuốc trước? Đây là chuyện chắc là cũng đi học thêm chứ. Học về phim, làm nhiều phim. Ca mổ ấy, hoại tử dò thì có nắp cũng bình thường, có chưa biết mổ ra thì biết dò ra. Dâu là không cho đi bò. Con trai là đi bàn hả? Sao đến tận hôm qua từ bệnh viện gọi về nó là chưa lên là mọi thứ bị rồi. Con cũng chỉ lo như vậy xem thế nào. Nên cái việc này nó phải là thật chứ không có phải là hảo như những chuyện hoang đường khác. Có cái gì để đánh giá? Từ lúc cháu bó vẫn còn đinh, không đi được xương nề, vết thương vẫn mổ đây. Hôm nay đang quay ảnh bác này, sau này bác đi bình thường lấy ảnh thế này. Thế xong đến cái lần cuối thì đến tận nhà. Đúng rồi. Cháu ở nhà bác 1-2 lần. Theo dõi chăm sóc bệnh nhân suốt quá trình. Suốt quá trình của chị đây. Thế thì làm sao mà lại không có thể tin cậy? Cái ông trên với cái đoạn thì bác ông già đây. Ông về tục quay ngày ông còn Linh đây. Chào ông hay ông Thảo Linh nhé. Không, nó đơn giản. Tắc nhưng tắc bằng cái thuốc gì dẻo dẻo ấy mà bằng là phải giã cái con gà con đấy. Ôi giời, kinh lắm. Tắc xong rồi nó thối suốt trong thời gian đấy, kinh khủng luôn. Cái nặng của xe tám là một cái gì đấy gọi là hai lần xe tám. Cái này thì một ngày thì bác giới thiệu cho ông bác thuốc giới thiệu ông hai lần nhé. Rượu trắng kinh thôi, rượu trắng kinh thôi chẳng hạn. Đây là thuốc hoàng lá khô rồi, nhìn thấy sao mà mình tươi để ngăn đá đấy. Tươi nhưng mà
mai xương liền là bác rút ra mà. Cái đế nó chỉ gá vào chứ nó có cái gì đâu mà. Đúng rồi. Tích ra là bột ra này bột khô cứng. Cái này nó bột tinh. Cao. 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 Thank you.
nay bạn ở quê sống ở đâu? Ngày trước chưa bị chân ở cô luôn á. Hai viên đây là bó để cháu sao này nhé. Các mình ấy ba giờ chạy cũng mát nhé. Mát trực tiếp ở đây. Nào giới thiệu cho hai lần đấy nhé. Hai lần được bảo đây. Mua hả? Cả hai. Cháu gắp vào uống nó siêu lên được mà. Không cần nén siêu. Bác này xong rồi nhé. Cắt cho bác vị trí. Chào bác nhé. Chúc bác chống cổ. Thì cháu cắt thức uống với cách có làm xong. Con chào bác ạ. Hôm nay con sang ghi hình ảnh của bác. Tại vì ngày trước bác mình lấy 1/3 dưới xương chày và xương mát sau mổ thuật vi tinh ngoại vi. Nâng ngoài xương liền nó còn nhạch nhiều. Từ đó ngày trước là bác bó là mấy tháng nhỉ? Chữa ở bệnh viện là 4 tháng rồi, sau đấy thì là bó ở nhà thuốc là 4 tháng. Vâng. Bây giờ con đi lại tốt chưa? Bây giờ là đi được, bỏ bác hết nặng. Bác ra gấp vào đây con. Vui ra gấp vào. Gấp hẳn vào. Vui ra. Gấp vào. Vui ra. Gấp vào. Bên mổ của bác này, xoay chân rồi đó. Bên mổ của bác là liền xeo rồi nhé. Bây giờ bác đi lại thì hàng ngày bác đạp xe được bao nhiêu cây số? Đạp xe trong vòng khoảng cứ đạp một nửa tiếng đồng hồ liên tục. Phải được 3-4 cây. Vâng. Con đi cho con một vòng dài đằng kia nhé. Vâng. Con đi dưới đường cho con. Xe 04, xe đã vào phường. Nhà thuốc sáng ghi hình, hiện tại bệnh nhân đã đi lại hoàn toàn bình thường nhỉ. Anh ấy đi lại hoàn toàn bình thường. Chúc mừng thành công xe 04. Thưa bác ơi, bác quay lại con. Thank you.
Bác đi con một vòng ngắn đây nhá. Một vòng ngắn đó. Đi quay lại. Vâng, bác đi quay lại một vòng ngắn đấy cho con. Thưa bác ạ, thế nào nhân đi lại là hoàn toàn bình thường nhỉ? Ngày trước bác bỏ lá bao nhiêu thời gian bác đi lại được? Bắt đầu bỏ khoảng một tháng ấy là đã bỏ một bên nạng ra, đi bằng một bên nạng được rồi. Dạ vâng. Thế là sau đấy thì là cái bàn chân thì nó có hơi tê, đi thì nó không được thật chân lắm nhưng mà vẫn tập đi được. Dạ vâng. Hôm nay con sang trình của bác là bác đi lại bình thường nhé. Thay mặt là thuốc con cảm bác cho con xin rút trước thời gian để con ghi hình lại quá trình ngày trước bay gánh một ba dưới xương chày và xương mát. Sau mổ thuật vi tinh ngoại vi những xương còn mát còn sinh lệch và còn đặc biệt là xương chày sinh lệch 2/3. Mỗi bác xương này bác chụp phim là xương can chưa? Cái lúc mà mổ xong người ta đóng đinh như thế, tháo đinh ra thì nó xương vẫn rời ra. Đúng miệng, đúng miệng. Nó rời hẳn ra đến khi mà bó bột, sau 4 tháng bó bột thì là nó hơi chớm can đầu xương vào được một tí. Dạ. Thì là biết nhà thuốc qua trên trên điện thoại này thì là mới tìm đến nhà thuốc, thì nhà thuốc có cho thì sau. Thực ra là có 20 ngày sau ấy là đã đứng được xuống đất là để bước được đi bằng nạng. Dạ. Còn chính thức là bỏ nạng ra là đi được bằng một nạng ấy là sau hơn một tháng. Dạ vâng. Thì là khi mà bó thuốc vào thì nó chuyển biến rất là nhanh mà cảm thấy là nó đỡ bị đau, bị nhức như là cái khi mà bó bột. Dạ vâng. Bó bằng cái nẹp bó thuốc này thì nó đơn giản hơn, nó dễ chịu hơn, nó thoáng. Vâng vâng, mức độ dài này bác là tốt rồi. Hay là kết hợp với là ngâm lá như nhà thuốc dặn đấy. Dạ. Chuyển biến cũng nhanh. Vâng vâng. Ngày nay con tham ghi hình thì con cảm bác nhé. Vâng. Chúc bác nội khỏe nhé. Vâng, cũng chúc nhà thuốc là cứu giúp được nhiều bệnh nhân hơn nữa. Dạ vâng vâng. Lỗi tốc độ. Con cảm bác. Vâng. Rất là cảm ơn nhà thuốc. Cũng may mà gặp thầy gặp thuốc là nhanh. Dạ vâng. Cái trường hợp của tôi là hàng xóm láng giềng đến thăm đến chơi là bảo là quá nhanh đấy. Dạ vâng. Mà ở cái lứa tuổi của tôi là rất khó liền, chậm liền nhưng mà liền được. Chúc mừng thành công. Rất cảm ơn nhà thuốc. Dạ vâng, con cảm ơn.